Chào mọi người, mình tên là Luân, đến từ Tiger Garden. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài cái vật dụng cần thiết khi cho mọi người xếp một cái bình terrarium đơn giản tại nhà. Thì đầu tiên á, terrarium thì mình cần một cái hồ thủy tinh ha. Mình có thể tận dụng được tất cả các loại hồ thủy tinh mà qua sử dụng ở trong nhà đó. Đó, mình có chai nước mắm nè, mấy cái hũ gia vị ở nhà cũng có nè, rồi mấy bình sữa nè, hũ nhân sâm nè. Đó, tất cả những loại này thì mình đều có thể sử dụng được để làm terrarium ha. Ngoài ra mình có mấy cái loại hũ sữa chua nè, đây mình có làm sẵn nè. Sữa chua, chai dầu mình cũng đã làm được terrarium hết. Đó. Thì đây là terrarium chính nên mình cần cái nắp. Thì mọi người nên sử dụng những cái bình mà có cái nắp, ví dụ nắp này nó nhỏ so với cái bình này để ánh sáng được xuyên qua tốt hơn, nó chạm được cái cây. Đó. Còn đối với những cái bình mà hũ gia vị giống như này, có nắp bít chặt nè, ánh sáng khó xuyên qua, thì mình có thể mở hai cái nắp này bằng cái giấy ráp bột thực phẩm á. Ở đây mình có cái bình này, mình có nắp, mình dùng cái giấy ráp này để ánh sáng xuyên qua thì tốt hơn ha. Mình giữ kín bình là được rồi. Hoặc là mình có thể dùng cái miếng nhựa mica trong suốt á, mình đậy lên, là dành cho những cái bình mà nắp nó quá bự giống như vậy. Đó. Thì hết bình rồi mình sẽ tới mấy dụng cụ cần thiết ha. Đầu tiên là mình cần cái nhíp, ở đây cái nhíp lớn để mình làm cái bình lớn, còn bình nhỏ thì mọi người chỉ cần một cái nhíp nhỏ dài giống vậy được rồi, nhíp nhọn đó, hoặc là thêm một cái nhíp cong nữa cho nó dễ thao tác. Rồi thêm cái đũa này mình dùng để mình nén đất ha. Hoặc là mình tạo một cái lỗ trong cái thân bình để mình nhét mấy cái cây vô cho nó dễ hơn đó, là cây đũa. Đó, một cái chổi cọ quét này mình quét cho đất nó bằng ra khi mình bỏ vô đây á. Cái cọ, cái muỗng mình múc mấy loại đất đá trộn vô trong đó, mấy kéo để mình cắt rêu hay là mấy cái nhánh cây á mình bỏ vô. Đó, một cái kéo. Rồi ngoài ra thì có bình xịt nước, mình nên dùng cái bình xịt mà phun sương á, giống như vậy đó, sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì mình sẽ lượm thêm vài cục sỏi đá xung quanh nhà, hay là mình có sẵn gì đó. Đó, mình bỏ vô trang trí thêm, hay là một vài cái nhánh cây khô. Mà nhánh cây khô mình nên luộc trước khi mà bỏ vô nha, để nó khử hết mấy cái nấm mốc để gây hại cho cái bình terrarium của mình. Ngoài ra thì mình cần thêm một cái phễu. Đối với những cái bình nhỏ giống như vậy, mình cần một cái phễu đó, thì mình dễ bỏ mấy cái loại vật liệu rồi vô. Đó, giống như vậy. Đó là những thứ căn bản nhất mình cần ha. Rồi. Bây giờ là tới mấy cái lớp mà đất đá đồ trong bình. Đây, cái bình mình làm sẵn ở đây. Đó, nó sẽ có những cái lớp đất đá gì. Bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái loại đất đá, vật liệu nào mình cần để mình bỏ vô cái bình terrarium ha. Rồi. Tới đây. Để đi. Đầu tiên mình cần cái lớp gọi là lớp granite á. Dùng sỏi đó, mình hay dùng sỏi nha, sỏi nào cũng được, sỏi hay là đá nào cũng được, kích thước nào cũng được, miễn vừa cái bình mình là được. Đây mình có sỏi trắng nè, hoặc là mình có thể vài bình mình sẽ dùng đá bô mít, mình có đá bô mít sẵn á, mình dùng thôi này, đá bô mít mình bỏ ở dưới đáy bình đó. Là lớp dưới đáy bình này làm cho nước á, khi mà mình tưới nước nó sẽ nhiều quá, nó sẽ chảy xuống dưới đây, nó không có làm cho quá vô nước ở trên cái phần này, nó sẽ làm cho rêu nó bị úng, mình tưới nước quá nhiều. Đó là cái thành phần đầu tiên, là cái lớp này ha. Mình sẽ dùng sỏi, hạt đất nung gì cũng được, miễn là đừng thấm nước, và cái lớp như vậy cả này. Đó, còn cái bình cái thứ hai là mình sẽ dùng than hoạt tính. Đây mình có than hoạt tính, thì đây là mình dùng cái than hoạt tính bằng dừa đó. Cái hạt nhĩ, do mình dùng nhiều, làm nhiều cái bình nhỏ nên mình dùng mấy cái hạt nhĩ như vậy thôi. Thì nếu mà bạn không có than hoạt tính này á, thì có thể thay bằng than củi cũng được, mình đập nó nhỏ ra đó, xong rồi mình sẽ bỏ vô thay cho cái lớp than hoạt tính này. Cái lớp than hoạt tính này sẽ giúp cho lọc nước ha, nước đi qua đây nè, lọc nước, nó lọc mấy cái loại kim loại nặng và hóa chất á, ở trong nước á, thì rêu nó rất là nhạy cảm với loại hóa chất với loại mấy loại kim loại nặng á,
thì cái lớp than này cũng rất là cần thiết. Đó. Rồi, cái thứ tiếp theo đó là đất trộn. Ở đây mình trộn đất sẵn rồi thì trong đây mình chỉ có đá Akadama nè, đá bu mít nè, một ít xơ dừa, rồi một ít bỏ thông nữa. Bỏ thông đây mình đây, một ít đất đỏ đó, đây là những cái mình hay chọn đó, cho nên cái cơ bản mình đang đang dùng. Ở đây có một vài loại nữa nhưng mà nó chỉ tùy theo cái cây mà bạn bạn trồng trong cái bình thôi đó. Còn lớp cuối cùng này đó, lớp hồi nãy là lớp này nè đó, thì sẽ giúp cho mấy cái cây giống như là cây cỏ trong đây nè, hoặc là dương sĩ đó, nó bám vô đất, nó sẽ hút dinh dưỡng từ đây lên à, phát triển. Rêu thì không có cái hệ thống rễ, rễ rêu chứ là rễ giả thôi, nó rêu nó hút cái dinh dưỡng như nước đó, là từ các lá và chồi trên đây đó, và thân đó. Rêu chỉ hút nước và dinh dưỡng qua thân thôi nha, chứ không có cắm rễ xuống hút như mấy loại cây khác đâu. Nó khác mấy cái loại đó vậy, nên mình cần một cái bình xịt ẩm như vậy á, để mình lau mình xịt vô. Rồi lớp trên cùng thì mình dùng là lớp Akadama, thường mình dùng lớp đá Akadama này. Akadama mình là đá Akadama size SS, size nhỏ thôi đó. Mình rải một lớp trên mặt. Rồi cái lớp đó để làm cái gì thì theo mình thấy, mình trồng cái những cái bình mình làm á, thì cái lớp này á sẽ hạn chế được cái những cái nấm mốc ở phía dưới cái đất trộn của mình này. Nó phát triển. Ngoài ra thì đá gamma cũng chứa nhiều cái thành phần vi lượng đó, đa lượng nữa trong đây nè đó, nói chung là chứa mấy chất tốt cho cây đó. Ngoài ra thì nó cũng có tính axit nhẹ, thì rêu thích axit ha, mình bỏ vô mình thấy nó khá là tươi nên mình dùng Akadama mình rửa nhẹ trên mặt. Các bạn không có thì cũng không sao hết á, không sao hết, nhưng mà tốt nhất mình nên dùng, mình thấy dùng nó khá là tốt với Akadama so với chậu terrarium ha. Nếu thấy hay và bổ ích, các bạn có thể ủng hộ tụi mình bằng cách like và subscribe kênh. Mọi thông tin liên hệ tụi mình sẽ để ở phía dưới phần miêu tả phía dưới đây. Ngoài ra thì mình có một cái group Facebook tên là Terrarium Từ Không Tới Vô Cực, thì trong đó mình sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đúc kết từ riêng mình cũng như là một vài người chơi Terrarium khác ở trên thế giới đó. Ở trong đó các bạn có thể vào tham gia cũng như là đặt câu hỏi cho tụi mình ở trong đó luôn. Nếu các bạn có điều thắc mắc cũng như là điều cần cải thiện từ video á, các bạn có thể comment ở phía dưới cho mình biết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp các bạn ở clip sau.